Đi vô trắng vượt trụ, trắng bền lâu. Đây chỉ thích đồ dở mới phát thôi. Khi mà mình phơi phát, mình quét thì mình cảm thấy như mình đang cầm cây chổi mà mình quét lên cái lá mình. Rồi bị gãy ngọn, bị gãy ngọn. Thế hệ cây xả đâu mới chứ hệ tái chứ chứ coi đồ ác đi. Đây cần mùi dễ cho tóc mềm mượt và không lao như tổn. Bây giờ mà cảm nhận là tóc quét trên lá thì ngủ câu. Nó chỉ có gì hết rồi. Nè một cái ngủ rồi ta. Trong vòng 49 ngày, cô có thể tìm ra được ba người thật lòng yêu thương cô thì có thể trở về. Trên đời này thật sự có người nào thương tôi thật hay không? Để trời muốn riết muốn ngủ hiếp mắt luôn, nằm xuống ngủ thôi, không rền rầy. Đào đây. Này. Đào đây. Mình đây nằm đào đây hả? Sẽ không bỏ lại nằm lại đào nó rồi hả? Thì chúng chúng sẽ có ở. Mẹ đang đi ngủ ba đi khóc. Ba sẽ quay nữa nè. Chốt mà sẽ không bỏ chạy. Đây. Chúng chúng nữa. Không mặc sao ư? Không mặc sao ư? Thái mạng cây cậu chân thôi, ba tốt kia nè. Ba mắm nãy nè. Như việc đó quá nguy hiểm. Đi vô trắng vượt trụ, trắng bền lâu. Đây chỉ thích đồ dở mới phát thôi. Khi mà mình phơi phát, mình quét thì mình cảm thấy như mình đang cầm cây chổi mà mình quét lên cái lá mình. Rồi bị gãy ngọn, bị gãy ngọn. Thế hệ cây xả đâu mới chứ hệ tái chứ chứ coi đồ ác đi. Đây cần mùi dễ cho tóc mềm mượt và không lao như tổn. Bây giờ mà cảm nhận là tóc quét trên lá thì ngủ câu. Nó chỉ có gì hết rồi. Nè một cái ngủ rồi ta. Nó sống, nó mắc, nó hồng. Cái là vẻ đẹp của đôi mang lại cho vui. Ngủ rồi ta. Cảm thấy tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Tôi là tôi lái xe. Trong vòng 49 ngày, cô có thể tìm ra được ba người thật lòng yêu thương cô thì có thể trở về. Trên đời này thật sự có người nào thương tôi thật hay không? Để trời muốn riết muốn ngủ hiếp mắt luôn, nằm xuống ngủ thôi, không rền rầy. Thank you.
Nào đây. Này. Nào đây. Mình đây hả? Không bỏ lại nó nữa hả? Thì chúng chính xin ca ừ. Mẹ đang lên ngủ ba đi khóc. Ba sẽ quay nữa nè. Chốt mà sẽ không bỏ chạy. Đây. Chúng chính nữa. Công chúa không thể làm gì. Không mặc sao ư? Không mặc sao ư? Thái mạng cây cậu chân ơi. Thôi ba tốt nha. Ba mắm đã nè. Nhưng bị cấm. Quá nguy hiểm.